Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nên tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Cúc nha. Sẽ có một số hoa giấy gồm có hồng gân, ngũ sắc và một số dòng khác muốn giao lưu tới quý cô bác anh chị em mình trên kênh nha. Rồi, chào chị Cúc. Dạ, em chào anh Thái. Dạ, mến chào cô chú anh chị em xem kênh Thái. Hôm nay em có một số hoa giấy để giao lưu cô chú anh chị, mong cô chú anh chị ủng hộ cho em à. Số điện thoại của em là 0703236412 là số Zalo của em ạ. À. Dạ, không mất thời gian em lên là mã số 1 cây tím bướm ạ. À. Chiều cao là 80 ạ. À. Tán ngang là 75 ạ. À. Hoành 15. Mã số 1 là 520.000 ạ, à, bao ship ạ. À. Tàn đặc đang full bông anh chị em. Tiếp theo mã số 2 là cây tím bướm luôn ạ. À. Chiều cao là 1m. Tán ngang là 1m05 ạ. À. Hoành này 21. Mã số 2 là 650.000 ạ. À. Tiếp theo là mã số 3. Một cây rượu vang ạ. À. Chiều cao là 83. Tán ngang là 80 ạ. À. Hoành vị trí này là 17. Mã số 3 này là 480.000 ạ. À. Tiếp theo mã số 4. Vẫn là rượu vang. Chiều cao là 96. Tán ngang là 75 ạ. À. Hoành này hoành 15. Cái mã số 4 này 480.000 ạ. À. Tiếp theo là mã số 5. Một cây cẩm thạch tím siêu bông của anh chị em. Chiều cao là 75. Tán ngang là 70 ạ. À. Hoành 12. Cái mã số 5 luôn 480.000 ạ. À. Tiếp theo mã số 6. Chiều cao là 80. Tán ngang 80 luôn ạ. À. Hoành 13. Mã số 6 là 480 luôn ạ. À. Mã số 7. Cây hồng gân hoa đậm quý anh chị em. Hoa đậm ạ. À. Chiều cao là 90. Tán ngang là 1m05 ạ. À. Cây này ra màu hồng luôn ạ. À. Hoành này 20. Mã số 7 này 800.000 ạ. À. Tiếp theo là mã số 8. Tiếp tục là hồng gân luôn. Chiều cao là 1m07. Tán ngang là 90 ạ. À. Hoa siêu ngọt quý anh chị em. Hoành đâu vị trí này là 25. Cái mã số 8 là 580.000 ạ. À. Đây một cốt ha. Dạ. Tiếp theo mã số 9, cây ngũ sắc thái ạ. À. Một cốt à. Chiều cao là 1m1. Tán ngang là 80 ạ. À. Hoành 14. Ngũ sắc thái và màu đỏ, màu hồng, màu cam, màu trắng phước hồng và màu vàng ạ. À. Mã số 9 là 520.000 ạ. À. Tiếp theo mã số 10. Chiều cao là 1m2. Tán ngang là 89 ạ. À. Vị trí này là 14 ạ. À. Mã số 10 cũng là 520.000 ạ. À. Đủ 5 màu nha cô chú anh chị. Theo mã số 11. Một cây phom lùng ha. Dạ. Chiều cao là 80. Tán ngang là 83. Hoành này 20. Mã số 11 này 520.000 ạ. À. Theo mã số 12. Ngũ sắc khái luôn ạ. À. Chiều cao là 85. Tán ngang là 77 ạ. À. Hoành 15. Mã số 12 là 520.000 ạ. À. Thêm mã số 13, cây Ấn Độ ạ. À. Một cây tiểu Ấn Độ anh chị em. Chiều cao là 1m17. Cây này hoa siêu đậm luôn. Tán ngang là 1m ạ. À.
Quà nội chí này 20. Mà số 13 là 800 ngàn ạ. Bông đẹp. À, rất đẹp. Tiếp theo mã số 14. Tiễn độ luôn ạ. Chiều cao là 1m2. Tán ngang là 1m ạ. Quanh 18. Mã số 14 này 650 ngàn ạ. Mã số 15. Ngũ sắc khái ạ. Chiều cao là 1m13, tán ngang là 1m ạ. Mình vị trí này là 22. Mã số 15 là 650 ngàn ạ. Mã số 16. Ngũ sắc khái ạ. Chiều cao là 1m15, tán ngang là 1m ạ. Mình vị trí này là 17. Mã số 16 là 650 ngàn ạ. Mã số 17. Ngũ sắc khái ạ. Chiều cao là 1m12. Tán ngang là 96 ạ. Mình đâu vị trí này là 24. Mã số 17 là 650 ạ. Mã số 18. Cây ngũ sắc thái ạ. Chiều cao là 1m1. Tán ngang là 1m5 ạ. Mình đâu vị trí này là 20. Mã số 18 là 850 ngàn ạ. Tiếp theo mã số 19. Cây ngũ sắc khái luôn ạ. Chiều cao là 1m1. Tán ngang là 1m5 ạ. Bình vị trí này là 23. Mã số 19 là 850 ngàn luôn ạ. Cây mã số 20. Cây ngũ sắc khái luôn ạ. Chiều cao là 1m2. Tán ngang là 1m5 ạ. Mình vị trí này là 23. Mã số 20 cũng là 850 ngàn ạ. Mã số 21. Chiều cao là 1m2. Tán ngang là 1m ạ. Mình vị trí này là 27. Cái mã số 21 này 850 ngàn luôn ạ. Mã số 22. Một cây tím bướm à, size to quý anh chị em. Dạ. Form tàn tròn đang rổ bông. Dạ, cái này vô chậu lục giác 6 tấc nha cô chú anh chị. Chiều cao là 1m05 ạ. Tán ngang là 1m ạ. Mình vị trí này là 24. Mã số 22 là 1.200.000 ạ. Tàn tròn như trái banh quý anh chị em. Mã số 23 là một cây hồng găng ạ. Hàng lớn nha cô chú anh chị. Tàn tròn xe ha. Hàng này ghép xe miền Nam không nghe cô chú anh chị. Chiều cao là 1m2 ạ. Tán ngang là 1m1 ạ. Mình vị trí này là 22. Mã số 23 là 1.500.000 ạ. Cây này xe to nha quý cô chú anh chị em. Mã số 24 là một cây ruby tím lửa. 24 là cây ruby tím lửa. Chiều cao là 83. Tán ngang là 1m ạ. Mình vị trí này là 24. Cây một rễ quái nằm trải dài quý cô chú anh chị. Như một con rắn á. Mã số 24 là 1.300.000 ạ. Mã số 25. Một
cây hồng gân. Hồng gân à, siêu đẹp luôn. Chiều cao là 88, tán ngang là 85 ạ. Quanh vị trí này là 19. Mà số 25 là 580.000, cũng là cây cuối clip hôm nay. Dạ, rất mong cô chú anh chị ủng hộ cho em, xin mến chào ạ. Rồi, hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha, phần chị Khúc nha.